đã nhận được phản ánh của các khán giả ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết là gần đây, mà đặc biệt là từ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 cho tới thời điểm này thì hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đang tái diễn ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện. Theo hình ảnh khán giả cung cấp thì thời gian gần đây đối tượng cho vay lãi nặng đã rải tờ rơi quảng cáo tràn lan trên nhiều tuyến đường của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thời gian hoạt động chủ yếu vào những thời điểm mà người dân khó phát hiện. Các đối tượng quảng cáo là thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn nhưng lãi suất rất cao. Người dân lo ngại người vay tiền dễ rơi vào bẫy nợ của các đối tượng cho vay lãi nặng và nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây ra tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn. Và sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thì phóng viên Đường Dây Nóng Alo V9 đã vào cuộc tìm hiểu thực tế và sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Trên một tuyến đường liên xã ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, không khó để bắt gặp những tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh như thế này. Chúng được các đối tượng cho vay rải vương vãi khắp nơi. Ông Võ Hải Phong, một người dân địa phương cho biết, tình trạng này diễn ra thường xuyên. Giờ giấc các đối tượng hoạt động chủ yếu vào các thời điểm vắng người như ban đêm, sáng sớm hoặc buổi trưa để tránh bị phát hiện. Những cái tờ rải cho vay tiền kiểu này là người ta rải xô bồ trước cửa nhà. Nó tạo cho cái mất mỹ quan và môi trường. Thứ hai nữa là khi không biết là người vay ta liên hệ số này, điện thoại này để mà ta vay là như thế nào, là có vi phạm, có đúng pháp luật không. Chỉ cần căn cước công dân, thủ tục nhanh gọn, đó là những lời mời gọi hấp dẫn trên các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Trong vai một người cần vay tiền, phóng viên đã gọi vào một số điện thoại trên tờ rơi. Phía đầu dây bên kia yêu cầu người đứng ra vay tiền phải có hộ khẩu tại địa phương. Lãi suất tính theo ngày nhưng rất cao. Em vay bao nhiêu tiền? Như ở mình là thấp nhất bao nhiêu anh? Tiền là gốc ngày nha. Dạ, một ngày là phần trăm như thế nào? 5 triệu thì gốc 300 một ngày, 24 ngày nha. Người dân cho biết họ rất bức xúc và lo ngại nguy cơ mất an ninh trật tự từ hoạt động cho vay lãi nặng. Thế nhưng hầu hết đều không dám phản ánh, tố cáo đến cơ quan chức năng vì lo cho sự an toàn của bản thân và gia đình. Sợ những thanh niên, học sinh nó cần tiền nó vay, rồi ảnh hưởng đến gia đình, phát sinh ra hệ lụy sau này, về sau. Ngoài lãi suất khủng, lâu nay phương thức đòi nợ của các đối tượng trong các đường dây cho vay lãi nặng mang tính khủng bố, không riêng người vay mà cả người thân, quen của người vay, gây tâm lý hoang mang cho họ. Người dân rất mong các cơ quan chức năng của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xử lý quyết liệt hoạt động này để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đường dây nóng 0389247247 của Alo V9 cũng đã nhận thêm được nhiều phản ánh của khán giả từ khắp nơi gửi về và sau đây là tổng hợp một số phản ánh nổi bật. Một khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh bức xúc phản ánh: hiện nay, xưởng sản xuất tại số 2 đường Trương Đình Hội, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày dùng máy dập gây tiếng ồn rất lớn cho cả khu dân cư. Đặc biệt, nhiều nhà có trẻ em không ngủ được. Tình trạng này đã diễn ra một thời gian. Người dân mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết, trả lại sự yên tĩnh. Người dân ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: nhiều năm qua, vỉa hè lòng đường đoạn quốc lộ 1 trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã bị lấn chiếm để bày bán nông sản, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người mua thì chạy xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều, sau đó dừng lại mua thực phẩm, tạo nên cảnh lộn xộn, ảnh hưởng những người tham gia giao thông đúng luật. Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này luôn có lưu lượng xe lưu thông lớn nên tình trạng này khiến giao thông bị ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm. Và nếu cũng có những bức xúc cần phản ánh thì quý vị và các bạn hãy nhớ đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0389 247 247. Còn bây giờ là những thông tin kinh tế cập nhật.